Bà tôi gật gáp, giấy thì không thể gói được lửa. Sắp đến ngày rồi, ta cảnh cáo rồi mà. Ai cũng có thể tỏa sáng mà không cần dập tắt ngọn đèn của người khác. Cái sống khiến cho chúng ta hài lòng nhất là tôn trọng lựa chọn của người khác, giữ vững lựa chọn của mình. Như khán giả cũng đã nghe được họp báo của diễn viên Hồng Phượng, khán giả Việt Nam lại tiếp tục phẫn nộ thêm làn sóng thứ hai. Thay vì Hồng Phượng xoa đi cơn giận dữ của khán giả, nay lại nhận thêm nhiều chỉ trích hơn nữa. Mà có lẽ cái sai của cô ở chỗ nào, đến bây giờ cô cũng chưa biết. Trong họp báo cô đã đổ lỗi cho hết người này đến người khác, cả người mẹ ruột của mình cô cũng không tha. Đây là sự thiếu trung thực trong từng lời nói của cô, lại nhận thêm nhiều gạch đá từ dư luận. Ngay thì bà Tư huyền thoại cũng đã đanh thép đáp trả, nói ai đó sắp đến ngày bị tàn rụi rồi, chờ đi, giấy không gói được lửa, sắp đến ngày thiêu rụi. Ta đã cảnh báo trước rồi, đừng ăn tiền trên xác người đã khuất. Lúc tụi bay ngồi trên xe trên đường từ BD về, ta mắc lộ môi chì, mở to lớn cho tụi bay nghe. Ta nói ta không sợ, giờ thì sao? Lời ta nói y như trong kinh. Thiệt nghe đến đoạn Hồng Loan phải quỳ để được đem cào về, có điều gì tê tái cõi lòng. Gia đình con từng có những người thân hấp hối, mong ước cuối cùng là họ mong được về nhà, nằm trong vòng tay gia đình. Cậu Năm đã ghi ra giấy xin về, từ lúc còn tỉnh táo, đến lúc liệm đi cũng chưa được về. Hên còn Hồng Loan năn nỉ van xin lại Lục, ôi còn nỗi xót xa nào không. Hồng Loan phải giải quyết triệt để, đến nơi đến chốn, không thôi sau này gia đình Hồng Loan sống không yên với mẹ con nó. Đã thấy trước mắt là cha mình tha thứ hết lần này đến lần khác. Cuối cùng thì sau họp báo thấy nóng máu, mặc dù mình không liên quan. Bà Tư ơi, thấy bên nó nhiều người quá, luật sư trợ lý gì tùm lum, mà nó cũng quá gian xảo. Loan thì không lời lẽ ngay thẳng, sợ không nói lại. Bà Tư xem luật sư của Loan ok không, hôm ấy mời thêm luật sư có kinh nghiệm chơi cho một vố dứt điểm, cho em Loan còn làm ăn nuôi con học hành. Bà Tư ơi, tôi như mẹ con nó thì bàn bạc mọi thứ với Hồng Loan. Vì chuyện làm mộ ký với công ty PH là chuyện không nhỏ. Nó ừ, bây giờ tao đang làm vậy vậy đó, đâu đó rõ ràng. Đừng có nói con nuôi con ruột, đừng kêu Hồng Loan cho mẹ nó đồng sở hữu tài sản. Thì ngày nay đâu có ra ngoài đường mà ở, đàng hoàng thì mẹ con nó ở nhà đó rồi. Cậu rất sợ bệnh viện, cậu muốn được về nhà. Cậu biết mình không qua khỏi, bác sĩ cũng nói không qua khỏi, cậu yếu lắm rồi. Vậy mà mẹ con nhà nó nhất quyết không cho về, để đến nỗi cậu phải viết giấy xin về. Hồng Loan phải quỳ xin mụ sáu cho về. Cậu viết muốn gặp nó vì cậu biết nó có quyền to nhất nhà, nó điều khiển được cả mẹ nó, nên cậu muốn gặp nó để xin nó cho về. Chữ cậu viết còn rành rành đây, vậy mà nó đánh tráo khái niệm. Nó còn muốn gặp nó để cho tài sản. Tội nghiệp cậu quá, muốn được ở nhà mấy ngày cuối đời mà cũng không được, về được một lúc thì mất. Khổ thân cậu, khổ thân Loan quá. Là con mà bất lực, không lo được cho ba theo tâm nguyện của ba. Đây là câu nói trong họp báo mà Hồng Phượng lên tiếng. Chúng tôi sẽ phân tích vào video lần sau. Hồng Phượng biết là thua, mẹ tôi kiện vì Hồng Loan cạn tàu rõ máng. Hồng Phượng chia sẻ khi biết nghệ sĩ Hồng Nhung khởi kiện tranh chấp tài sản của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cô đã ngăn cản. Tuy nhiên em gái Vũ Linh vẫn quyết định kiện vì giận Hồng Loan. Chiều ngày 16 tháng 6, Hồng Phượng, cháu gái của nghệ sĩ Vũ Linh, chính thức xuất hiện trước truyền thông để lên tiếng về vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan, tức cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cô nói bản thân không phải là người khởi kiện. Khi biết mẹ cô là nghệ sĩ Hồng Nhung gửi đơn kiện, cô đã ngăn cản và khuyên bà rút đơn nhưng không thành. Ngoài ra cô cũng giải đáp những thông tin lùm xùm xoay quanh hợp đồng truyền thông với PH Media để livestream trong đám tang Vũ Linh, số tiền vốn điếu xây mồ mả cho cố nghệ sĩ. Hồng Phượng khẳng định những thông tin bằng chứng cô cung cấp là đúng sự thật. Tôi nhiều lần khuyên mẹ rút đơn kiện vì không thể thắng. Đi cùng Hồng Phượng là luật sư Nguyễn Quốc Cường, đại diện pháp lý của nữ ca sĩ. Mở đầu buổi gặp, Hồng Phượng cho biết cô quyết định lên tiếng trước truyền thông về những lùm xùm sau 100 ngày của nghệ sĩ Vũ Linh. Nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi trước tiên đến thân linh của cố nghệ sĩ Vũ Linh, sau đó là người hâm mộ. Liên quan đến vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh, luật sư Nguyễn Quốc Cường khẳng định Hồng Phượng không phải là người khởi kiện. Tuy nhiên trong tư cách là người có quyền lợi liên quan, nữ ca sĩ sẽ xuất hiện tại tòa án để cung cấp tài liệu, chứng cứ. Về phía Hồng Phượng, cô nói, tôi đã ngăn mẹ gửi đơn kiện. Tôi nói với mẹ rằng mình đã tìm hiểu pháp luật và hai mẹ con sẽ không thể chiến thắng. Sau này tôi cũng nhiều lần khuyên mẹ rút đơn kiện nhưng không được. Tôi nghĩ lý do để mẹ tiếp tục khởi kiện vì tâm tư, tình cảm bức xúc và tức giận Hồng Loan trong gia đình không giải quyết được, nên mẹ nhờ pháp luật xử lý.
về nội dung di chúc miệng được đề cập trong đơn kiện của bà Nhung. Hồng Phượng cho rằng các clip của cô quay lúc nghệ sĩ Vũ Linh còn sống đều tình cờ là kỷ niệm tình thương dành cho cậu, không có giá trị pháp lý. Bản thân cô cũng không nghĩ có ngày các thành viên trong gia đình lại kiện cáo tranh chấp tài sản. Theo Hoàng Phượng, mâu thuẫn gia đình lên đỉnh điểm kể từ khi Hồng Lan yêu cầu mẹ con cô ra khỏi căn nhà ở số 5 Đoàn Thị Điểm Phú Nhuận. Đồng thời Hồng Lan cũng không cho phép bà Nga, người chăm sóc Vũ Linh trong nhiều năm, sống chung tại nhà. Tại trụ sở công an phường, Hồng Lan yêu cầu mẹ con tôi ra khỏi nhà sau 3 ngày. Sau 3 ngày, Hồng Lan đổi ổ khóa bên ngoài. Mẹ tôi gọi điện cho vợ chồng Hồng Lan đều không nghe máy. Tôi không hiểu lý do vì sao Hồng Lan làm như vậy. Theo trích xuất camera, Hồng Lan cũng tự động mở cửa phòng của tôi gom đồ đạc và vứt xuống. Mẹ con tôi đứng ở ngoài la lớn lên, nhưng không ai ở bên trong có động tĩnh gì. Không thể làm như vậy được, pháp luật nào cho phép vứt đồ của người khác như vậy. Sau đó chúng tôi phải ở nhờ nhà một người khác. Hiện tại cả nhà tôi đều là người vô gia cư, Hồng Phượng cho biết và nói thêm Hồng Lan đã cạn tàu rõ máng. Hồng Phượng kể 21 ngày sau khi nghệ sĩ Tú Vũ Linh qua đời, gia đình cô có cuộc họp gia đình. Tại đây em trai của nghệ sĩ Vũ Linh và bà Hồng Nhung có đưa ra đề nghị đồng sở hữu tài sản của cố nghệ sĩ. Tuy nhiên Hồng Lan không đồng ý. Tôi có nghe thông tin Hồng Lan sẽ bán miếng đất ở Thủ Đức để hỗ trợ gia đình tôi mua nhà. Tôi cảm ơn vì Hồng Lan đã nghĩ cho gia đình. Cho tôi được biết, cách đây 10 năm, cậu Vũ Linh từng ra bán miếng đất này, nhưng không được vì vướng quy hoạch. Nên việc bán miếng đất này không phải là ngày 1, ngày 2. Còn về căn nhà hiện tại, cậu Vũ Linh nhiều lần nói muốn làm từ đường chứ không bán. Cháu gái của Vũ Linh nói, cô kể từ sau khi lùm xùm xảy đến, công việc tinh thần của cô bị ảnh hưởng. Bản thân cô rơi vào khủng hoảng vì bị công kích từ nhiều phía. Nhiều đối tác cũng hủy bỏ hợp đồng với cô. Thu nhập của Hồng Phượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không đảm bảo tài chính để trang trải cuộc sống nuôi mẹ già con nhỏ. Tôi không thông qua Hồng Lan vụ hợp đồng truyền thông. Cũng trong buổi gặp, Hồng Phượng cung cấp toàn bộ sao kê tiền vốn điếu thu chi trong đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh vào đầu tháng 3. Cụ thể số tiền vốn điếu hơn 600 triệu đồng, các khoản chi xa đám ma và chi phí xây mộ đều được Hồng Phượng thông báo với Hồng Lan thông qua tin nhắn cũng như các cuộc gặp gỡ trực tiếp. Nói về số tiền hơn 4.000 đô còn lại của cố nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Phượng kể thời điểm đó tất cả thành viên trong gia đình, kể cả Hồng Lan đều có mặt để mở tủ sắt. Khi mở tủ ra, chúng tôi kiểm đếm thì chỉ có số tiền hơn 4.000 đô, còn lại không có trang sức hay bất cứ thứ gì. Về lý do mẹ con tôi giữ số tiền vốn điếu, thời điểm đó Hồng Lan không ở nhà cậu, vì thế chúng tôi giữ để thanh toán các khoản trong lễ tang. Điều này đã được Hồng Lan đồng ý. Đồng bộ số tiền vốn điếu được ghi trong sổ, tôi cũng đưa cho Hồng Lan xem. Hồng Phượng chia sẻ liên quan đến vấn đề hợp đồng truyền thông trong đám ma của Vũ Linh, Hồng Phượng nói đã bàn bạc với Bình Tinh, con nuôi của cố nghệ sĩ. Cô không thông qua Hồng Lan vì nghĩ rằng chỉ không hiểu về mạng xã hội lẫn nghệ thuật. Trong thời điểm tan gia bối rối, Hồng Phượng và mọi người đều tập trung lo liệu các việc liên quan. Cô không nghĩ vấn đề này sau đó lại khiến cho Hồng Lan bức xúc. Cuối buổi gặp, Hồng Phượng cho biết hiện tại mẹ con cô rất mệt mỏi và áp lực. Sau thời gian dài im lặng, Hồng Phượng quyết định lên tiếng để minh bạch cho bản thân và mong nhận sự cảm thông từ khán giả. Tôi chưa lên tiếng không có nghĩa là tôi sai. Bây giờ tôi mong muốn được quay trở lại với tên là Hồng Phượng, cháu gái Vũ Linh. Đó là cái niềm hãnh diện của tôi từ khi cậu còn sống đến bây giờ. Đến thời điểm này, tôi không dám ước muốn hàn gắn mối quan hệ trong gia đình vì mọi thứ đã xảy ra rồi, không thể quay lại được nữa, cô nói.